Thưa quý vị, trong mục Mỗi tuần một điểm đến, chúng tôi kính mời quý vị chúng ta cùng về Đà Lạt để lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đà Lạt là thủ phủ tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên ở độ cao 1.500m so với mực nước biển. Cách thành phố Sài Gòn khoảng 300km và có khí hậu mát mẻ quanh năm, nên Đà Lạt là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng giúp du khách thoát khỏi cái nóng nực của vùng Nam Bộ. Vậy Đà Lạt mùa nào đẹp? Để trả lời cho câu hỏi này, Culture sẽ cung cấp cho bạn thông tin sau đây. Khí hậu Đà Lạt mát mẻ quanh năm nhờ vị trí địa lý thuộc vùng cao của Tây Nguyên. Tháng 1 đến tháng 4 là mùa xuân, nên phố núi rực rỡ sắc màu của rất nhiều loài hoa như là mai anh đào, ban trắng và phượng tím, v.v. Tháng 5 đến tháng 9 là mùa hè, đồng thời vào dịp cao điểm của du lịch khi du khách khắp nơi đi trốn cái nóng. Tuy nhiên, đây chính lại là mùa mưa ở Đà Lạt khiến mọi người đi lại luôn phải mang theo áo mưa hoặc là ô dù. Từ tháng 10 đến tháng 12, Đà Lạt vào mùa khô và lạnh, du khách đi dịp này sẽ có cơ hội ngắm hoa dã quỳ nở rực vàng, những đồi cỏ hồng lung linh trong sương sớm hoặc là cảnh tượng mây phủ kín núi đồi ở ngoại ô. Vậy khi đến Đà Lạt, chúng ta nên ghé những điểm tham quan nào? Hoàng Anh sẽ bật mí cho các bạn những địa điểm không thể không ghé tới khi đến mảnh đất này. Đầu tiên là điểm đến lịch sử, kiến trúc và tôn giáo. Đà Lạt được hình thành từ năm 1893, thời điểm bác sĩ Pháp Alexander Yersin lần đầu đặt chân đến cao nguyên Lâm Viên. Từ giữa thập niên 1910, người Pháp đến Đà Lạt và xây dựng nơi này không chỉ thành một thiên đường nghỉ dưỡng, mà còn là thành phố xinh đẹp với những biệt thự, công sở, trường học và khách sạn. Nhiều công trình thời đó hiện trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách như là Ga Đà Lạt, với tuyến tàu du lịch Đà Lạt, Trại Mát, Viện Sinh học Tây Nguyên, Bảo tàng Sinh học Tây Nguyên, Bảo tàng Trà ở Cầu Đất, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, Nhà thờ Domaine de Marie, Hệ thống dinh 1, 2, 3 thời vua Bảo Đại, dinh Tỉnh trưởng, Biệt điện Trần Lễ Xuân, dinh Nguyễn Hữu Hào, cũng là điểm đến hấp dẫn với người yêu lịch sử và kiến trúc cổ. Ngoài ra thì du khách có thể tham quan thêm các kiến trúc độc đáo như là biệt thự Hằng Nga, chùa Ve Chai Linh Phước, chùa Linh Quy Pháp Ấn hoặc là vườn ánh sáng Lumière. Thứ hai là những điểm đến thiên nhiên. Đà Lạt có rất nhiều điểm đến thiên nhiên để khám phá trong ngày hoặc là 1 đến 2 ngày như là vườn quốc gia Bi Đức, núi Bà, hồ Tuyền Lâm, thác Đa Tanh La, Phan Voi, Bông Cua và hồ Suối Vàng. Đối với những người mê săn mây, sương, hoàng hôn và cắm trại qua đêm trên núi thì đồi Đa Phú, Thiên Phúc Đức, Trọc, đồi chè Cầu Đất, đỉnh Hòn Bồ là những lựa chọn thích hợp nhất. Du khách có con nhỏ thích khám phá các loài thú có thể ghé thăm vườn thú Zudu, nông trại cúm Chica Farm. Ngoài ra thì còn có vườn hoa thành phố, vườn Cẩm Tú Cầu ở Trại Mát, vườn Oải Hương Hồ Tuyền Lâm, làng hoa Vạn Thành cũng là điểm check-in không thể bỏ qua ở Đà Lạt. Vậy đến Đà Lạt chúng ta nên ăn những món gì? Một vài món ăn khi đến Đà Lạt chắc chắn bạn nên thử đó là bánh ướt lòng gà, bánh mì xíu mại, bánh căn du nhập, bánh tráng nướng và lẩu gà lá é. Bánh ướt lòng gà là món ăn có vị chua do ăn kèm với gỏi gà, không giống với lại bánh ướt mà chúng ta ăn với chả thường thấy. Khi ăn thì thực khách sẽ cảm nhận được bánh ướt dẻo thơm, thịt gà, lòng gà quyện trong vị nước mắm chua ngọt vừa phải kèm vị nồng từ rau thơm. Còn bánh mì xíu mại là món thích hợp cho bữa sáng, du khách nhất định phải thử. Món này gồm bánh mì nóng nè, ăn với những viên xíu mại tròn và chén nước dùng thêm chút mỡ, hành xanh cùng sa tế cay. Bánh căn thì du nhập vào Đà Lạt từ các vùng miền khác. Chế biến không quá cầu kỳ, bánh được đổ khuôn bằng bột gạo, nhưng lại trở nên đặc biệt và để lại ấn tượng với thực khách khi nhân bánh biến tấu với nhiều vị đa dạng. Còn bánh tráng nướng làm từ bánh tráng đập thêm trứng gà, phô mai, pate gan, bò khô, mayonnaise để lên trên. Bánh được nướng bếp than hồng thơm phức và nóng hổi. Chỉ vài phút là có một đĩa bánh đã cắt miếng ăn kèm với tương ớt. Lẩu gà lá é cũng là món du nhập nhưng làm du khách nào tới cũng khó lòng mà bỏ qua. Thịt gà ngon mềm, nấm ngọt, măng giòn và vị the nhẹ của lá é khiến thực khách khó quên, đặc biệt khi thưởng thức giữa tiết trời lành lạnh. Ngoài những món ăn đặc trưng trên thì đến Đà Lạt, du khách dạo chợ và những khu phố trung tâm sẽ tìm thấy từ món ăn vặt như là súp cua, xôi, kem bơ, sữa đậu cho tới các loại bún riêu, bò, thịt nướng ống tre, ốc bu nhồi thịt và nem nướng.
rất là nhiều món ăn. Còn đối với những người mê cà phê, sẽ nhận ra Đà Lạt cũng là thiên đường của đồ uống này. Không chỉ pha chế cà phê ngon, những hàng quán ở đây còn được không gian hấp dẫn với rất nhiều phong cách riêng. Du khách có thể thưởng thức cà phê ẩn trong rừng, các quán cà phê phong cách Nhật Bản, hay là những tiệm cà phê check-in với gương. Với góc chụp không đụng hàng, nhiều quán cà phê bố trí gương để khách tương tác với cảnh quan xung quanh. Chụp ảnh, quay video với gương là xu hướng mới khi du lịch đến Đà Lạt. Nhiều quán cà phê bố trí gương lớn bên ngoài để khách có những góc ảnh tạo dấu ấn riêng với thiên nhiên, cây cối và bầu trời. Xin chúc toàn thể quý vị có một trải nghiệm tại thành phố Đà Lạt thật nhiều thú vị. Đến đây, Thế giới đó đây của Culture Channel cũng xin phép được dừng lại. Toàn thể ban biên tập của Culture Channel xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận phía bên dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Kính chúc quý vị một cuối tuần ấm áp và an lành bên người thân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.